Kính thưa quý vị, hiện nay Trà Vinh đang ở vào cao điểm mùa khô. Đối với bà con chăn nuôi gia súc gia cầm, cần đặc biệt chú ý đến chế độ chăm sóc cũng như bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi trong giai đoạn nắng nóng kéo dài liên tục như thế này. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì bà con cần chủ động tiêm phòng các loại bệnh nguy hiểm để đảm bảo cho đàn vật nuôi được nâng cao sức đề kháng, khỏe mạnh và hạn chế bệnh tật. Ghi nhận sau đây của phóng viên chuyên đề tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành và những giải pháp giúp bà con chăm sóc đàn vật nuôi hiệu quả. Anh Kim Thanh Bình ở ấp Nê Có cho biết, mùa khô năm nay, nguồn nước ngọt đảm bảo chất lượng cho đàn bò, nhưng nguồn thức ăn bị hạn hẹp. Do nguồn cỏ tươi hàng ngày không đáp ứng đủ cho đàn bò 10 con của gia đình. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho đàn bò, anh Bình chủ động hơn trong khâu cung cấp đủ thức ăn, trồng thêm rau lang, bắp, cung cấp nước uống, bảo đảm chất lượng, hợp vệ sinh. Còn bổ sung thêm các loại khoáng chất, vitamin, men tiêu hóa để tăng khả năng hấp thụ thức ăn nhằm nâng cao sức đề kháng. Đồng thời thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn bò, nhất là ưu tiên tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng, hai loại bệnh nguy hiểm trên gia súc hiện nay. Mùa khô mình hơi chăm sóc cũng hơi khó, tại vì cỏ thì nó hơi hụt, mình cắt lên thì nó không đủ nước, thì nó mọc lên nó không đủ cục bò nó ăn được. Có khi mình kèm theo với rôm, với cáp. Với cái nữa, thời tiết giờ khô hạn nữa. Có khi cắt lục bình thêm với theo mấy mương rau muống này nè cho nó ăn thêm, chứ cỏ vừa cắt lên nó mọc lên nó không kịp đủ nó ăn. Tháng này nó nắng quá, cái nó khô nó hụt, hơi hụt cỏ, bỏ nó hơi ốm chút. Nước thì cho nó uống nước ngọt, tại vì nước phong cơn á, quét rồi nó sử dụng nước motor mình cho nó uống, cho mình không phải cho nó uống nước dưới mương nữa, tại vì nước dưới mương giờ nó ô nhiễm quá. Bây giờ mình cho nó uống cái motor ấp người ta đi rồi ta coi tình hình, rồi mùa dịch đó, rồi người ta lại người ta chích, có khi tới chích xong có khi người ta lại xịt sát trùng cho mình. Thường xuyên cũng sát trùng mình mua về á, mình xịt, rồi mình tắm rửa bình thường vậy á. Có khi mình theo cũng coi theo thời tiết. Bây giờ thời tiết nắng này thì mình có khi là tính hồi nãy là tính tắm cho nó chút cho nó mát. Vào mỗi mùa khô, ông Nguyễn Hoàng Vũ ấp Nê Có luôn chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại sạch sẽ cho đàn vật nuôi, định kỳ phun thuốc sát khuẩn khử trùng trong và ngoài chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, không để nước thải ứ động. Hàng ngày theo dõi sức khỏe đàn gia súc để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe đàn gia súc để cách ly, theo dõi và điều trị sớm. Ngoài việc tạo nơi ở thoáng mát, thường xuyên tắm rửa cho đàn bò, ông chủ còn rất coi trọng việc tiêm phòng bệnh, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng. Bởi theo kinh nghiệm của ông, đối với một số bệnh chưa có thuốc đặc trị thì giải pháp tiêm phòng là cách tốt nhất phòng bệnh cho đàn bò. Từ khi tuân thủ các quy trình nuôi cũng như thường xuyên tiêm phòng bệnh, đàn bò của gia đình luôn phát triển tốt, ít bệnh. Cái bò tôi á, cũng như là mấy ông ngoài xã rồi gian chính quyền này nè, rồi tới đợt người ta vô ta xịt chuồng, rồi người ta mới hai ba bữa trước là nó vô tiêm, kêu thú y ngoài này vô tiêm, mà cũng như là con 11.000 gì đó, đúng rồi con 11.000 là người ta tiêm ngừa lở mồm long móng á, rồi bệnh nổi mụn đồ gì đó, rồi mình cũng cho người ta tiêm. Rồi đợt nào vô cũng cho tiêm hết trơn à. Thấy là mấy ông thú y ngoài xã dẫn vô đó hen là tiêm rồi, bò tôi đó giờ không có từng bệnh. Nó nào ngay không có bệnh bậy bạ đâu. Hồi trước đó, hồi tôi bắt năm đầu tiên á, mấy năm đầu tiên rồi, cách này cũng 5 năm rồi. Tôi không có biết, tôi không có tiêm, nó có bệnh. Có bệnh một hai con, nó chết một hai con bệnh thiệt. Rồi sau này tôi người ta cũng hướng dẫn tôi vậy đó, rồi tôi tiêm 3-4 năm nay không có bệnh. Nào ngay không có bệnh, đỡ thiệt. Theo kinh nghiệm của chị bà con nông dân, vào mùa khô chất lượng nguồn nước không đảm bảo nên đã chủ động dự trữ nước và chế biến các loại phụ phẩm sau khi thu hoạch vụ mùa trước để dành lại, đặc biệt là rơm khô để làm thức ăn cho gia súc trong thời gian khô hạn. Đồng thời, bà con chuyển loại thức ăn vào thời điểm cho gia súc ăn hợp lý hơn, như thức ăn tinh, thức ăn hỗn hợp thường chuyển sang cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tăng cường khẩu phần ăn xanh như cỏ tươi, củ, quả và các loại vitamin, tăng cường khẩu phần đạm, đồng thời giảm mỡ và đường. Để hỗ trợ bà con nông dân trong việc chăm sóc đàn gia súc vào mùa khô, các cán bộ nông nghiệp thường xuyên khuyến cáo bà con nông dân cần đảm bảo đủ nước cho trâu bò uống, không làm ẩm ướt nền chuồng. Với những ngày trời nắng nóng, buổi sáng nên chăn thả đàn gia súc sớm và dắt về sớm, đặc biệt chú ý chăm sóc gia súc non. Nếu bà con có điều kiện nên di chuyển đàn đến nơi có nguồn nước, luôn bổ sung thức ăn, nước uống tại chuồng, không để đàn gia súc mất nước hay thiếu nước. Để giúp cho bà con chủ động trong công tác phòng chống cũng như có biện pháp, giải pháp mà tốt nhất cho đàn vật nuôi mình
trong cái mùa khô hạn thì xin nhà chăn nuôi chúng ta lưu ý một cái số điểm như sau. Đối với những ngày mà nhiệt độ lên cao thì bà con cần chú ý là phải tạo được cái môi trường chăn nuôi cho nó thông thoáng. Đặc biệt nếu như là có điều kiện, bà con có thể dùng hệ thống phun sương trên mái chuồng để là giảm nhiệt độ trong chuồng nuôi, hoặc là chúng ta có thể trồng những cái bóng cây xung quanh chuồng để tạo bóng mát để làm hạ thấp cái nhiệt độ trong chuồng nuôi. Và nếu như bà con có chăn thả ở ngoài đồng ruộng thì là cũng cần lưu ý là chúng ta nên thả vào lúc sáng sớm và cho về sớm, hoặc là thả muộn rồi cho về muộn, tuyệt đối không được chăn thả vào buổi trưa. Vì như thế có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi nếu như nhiệt độ của môi trường tăng cao. Ngoài ra một vấn đề mà bà con cũng cần lưu ý là trong cái mùa khô hạn như thế này thì khả năng xâm nhập mặn cũng rất là cao. Vì vậy để chủ động nguồn nước phục vụ cho cái việc chăn nuôi thì bà con cũng cần lưu ý. Hàng ngày bà con có thể là theo dõi cái tình hình, cái dự báo để chúng ta biết được cái khả năng xâm nhập mặn, hoặc là cái việc mà chúng ta điều tiết để lấy nước ngọt thì bà con cũng cần lưu tâm. Một cái vấn đề là bà con cũng cần lưu ý là tuyệt đối chúng ta là nếu như có phát hiện nước mặn xâm nhập thì không nên là sử dụng nước này để mà dội chuồng hoặc là rửa máng ăn máng uống. Vì như thế là vật nuôi có thể sử dụng cái nước mặn ảnh hưởng đến cái sức khỏe của đàn vật nuôi. Bên cạnh việc chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn, nước uống cho đàn vật nuôi, bà con cũng cần thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, những biểu hiện khác thường của gia súc. Bởi vào mùa khô, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, năng suất, sản lượng thịt của đàn gia súc. Đây là thời điểm trâu bò dễ mắc bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp. Bà con cần thực hiện tốt khâu vệ sinh phòng bệnh, tăng cường vệ sinh tiêu độc chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi, tiêm đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia súc để tăng cường khả năng miễn dịch. Định kỳ phun thuốc sát trùng để diệt da, mòng, ruồi, muỗi là những tác nhân truyền và gây bệnh. Đồng thời, bà con cần theo dõi, phát hiện sớm trâu, bò bị bệnh để cách ly, điều trị xử lý kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Thì chúng tôi khuyến cáo bà con là cần phải quan tâm, hợp tác với cơ quan thú y để mà tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn vật nuôi của mình. Đối với những cái bệnh mà có vaccine phòng bệnh, thì nó có nhiều cái biện pháp phòng bệnh, nhưng mà phòng bệnh bằng vaccine là chính. Bên cạnh đó là phòng bệnh bằng cách chăn nuôi an toàn sinh học. Chăn nuôi an toàn sinh học là chuồng trại phải thoáng mát, phải có cống rãnh thoát, rồi là phải có tường lưới bao quanh đó để tránh mà ruồi nhặng mà nó xâm nhiễm vào đó. Rồi con giống thì phải rõ nguồn gốc đó, rồi cái tiêm phòng phải đầy đủ, rồi cái công tác là vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ là phải làm cho nó nghiêm ngặt. Đặc biệt là các cái dụng cụ trang thiết bị liên quan tới cái trại chăn nuôi của mình đó là phải được tiêu độc sát trùng kỹ lưỡng hàng ngày. Và một cái điều cực kỳ quan trọng nữa đó là tránh cái hiện tượng là cho khách tham quan vô tư đó, hết sức hạn chế khách tham quan. Điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục vài ngày dễ làm trâu bò mất nước, mắc bệnh, suy giảm hệ miễn dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe, sản lượng và chất lượng đàn gia súc. Để chủ động và kịp thời trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của những điều kiện thời tiết bất lợi của mùa khô tới đàn vật nuôi, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các giải pháp trữ nước ngọt và nguồn thức ăn, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho đàn vật nuôi nhằm đảm bảo việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi tốt nhất trong mùa khô này. Chuyên đề khuyến nông kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.